À, giờ này là 19 giờ, gần 19 giờ 30 tối nha anh em. Thì mới về nè. Đây quay cho anh em xem, bữa nay mua được có mười mấy cây à. Nhưng mà chắc lừ nha, đẹp keng sang luôn. Đó. Bữa nay là mua được có bao nhiêu đây thôi, nhưng mà máy là phải nói là cực đẹp nha. Đấy, mua máy của ông anh này là không chê vào đâu được. Đó, vấn đề là có tiền để mua hay không thôi. Đấy, với lại là hàng cũng không hiếm lắm. Rồi ok, mình sẽ cắt xuống, anh em nào mua thì inbox cho mình ha. Cái lô này thì sắp tới sắp lên thôi. Một em BOB đẹp nè. Đó, một em nồng đứng nha. Rồi một em Metro 381 nha. Con này là Metro 381 nồng đứng. Con này máy chắc lắm nha. Con này chạy cực kỳ luôn. Rồi, một em Metro 341. Ủa lộn, con này là Metro nồng đứng 381 nha anh em, dòng rồ, dòng chuyên nghiệp nè. Còn con này là Metro nồng nào 341. Một em tay cục Hitachi, không? Máy trang xe ben chắc vô đi. Đó. Bữa nay mua giờ này mua mơ đi mua nữa. Tại nhiều đây đâu có đủ xỉa răng cho anh em đâu. Đó, một em Shingo máy tay dài, dòng máy đời cao nha. Xích liên hoàn nha anh em, con này xích liên hoàn xài đã đó. Rồi một em tay cục nữa nè. Con này Echo. Ồ, con này đã nha. Con này 2006 nè. Đó, dòng tay cục rất là đã, siêu nhẹ, nằm trên top những cái con máy mà siêu nhẹ nhất trên thế giới đó. Rồi một con tay cục 2 ghe 5 gọn nha. Rồi một con máy nữa nè, làm ô ghe gông tay cục luôn. Rồi, nhớ chiều có con đây nó, nhớ chiều có con làm điêu khắc. Rồi con này làm điêu khắc nè, G250. Đó, dòng máy tiếp em xà bèn chưa. Đó, máy mới về cực chắc nha nè. Đây, con này dòng top xanh, cái dòng này thì công suất lớn nha. Con này đâu đó tầm bao nhiêu cc ta, con này không biết bao nhiêu nữa, nhưng mà em nhớ là nó là thuộc cái phân khúc máy lớn á. Đó. Đó, một con top xanh phân lớn, nếu em không làm thì con này tầm khoảng 3 mấy cc đó, mà không biết phải dòng này đúng không, để mai coi lại. Ở bên đây chở nhiều thôi, ngày mai á, chở thêm một lô nữa. Đó, nhưng mà anh em nào mua máy á, thì mười mấy con này là đủ phê rồi nha anh em. Ok chưa? Đấy, đó, đi mua cực lắm. Đó. Rồi ok, anh em nhớ bấm đăng ký kênh, follow kênh để theo dõi những video mới nhất bên em ha.